kết thúc hôn lễ, hai người trở về Tây An. Thời Nghi đã nói chuyện với Mỹ Lâm về việc dừng làm việc tại phòng thu. Cô muốn dành toàn bộ thời gian ở bên Châu Sinh Thần và dưỡng thai. Trước đó cô dự định nghỉ việc luôn nhưng Châu Sinh Thần lại ngăn cản cô. Anh nói anh biết em thích công việc này, anh cũng tôn trọng quyết định của em nhưng nếu đã thích thì em cứ tiếp tục giữ nó lại làm thú vui cho chính mình. Nên hiện tại em đang mang thai, trước hết em cứ gác lại và nghỉ ngơi trước đã, sau này sinh con xong nếu em muốn đi làm lại thì cứ đi làm thôi. Công việc của anh không cần đến phòng thí nghiệm cả ngày, anh sẽ chăm sóc các con. Thời Nghi nhìn Châu Sinh Thần và hôn lên má của anh, đều nghe anh. Kể từ khi mang thai, Thời Nghi không ốm nghén nhiều, cô lại thèm ăn rất nhiều, thứ nhất là các loại hoa quả. Đêm đến cô thường hay tỉnh dậy và khó ngủ lại. Ban đầu Thời Nghi không muốn đánh thức Châu Sinh Thần, nên nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi vòng tay anh, nhưng Châu Sinh Thần thường ngủ không sâu. Chỉ cần cô cựa mình không ôm anh nữa là anh lại tỉnh dậy. Anh hỏi Thời Nghi, sao em không ngủ, muốn lấy cái gì sao? Em muốn lấy gì cứ bảo với anh là được. Nhanh lên giường đi. Châu Sinh Thần, em muốn ăn lựu. Thời Nghi mỉm cười nhìn anh, trong giấc mơ, em thấy anh mua lựu cho em, nên tỉnh giấc lại rất muốn ăn lựu. Nhưng đêm khuya thế này chắc không có chỗ nào bán đâu, em tới phòng bếp xem có hoa quả gì ăn tạm cũng được. Vừa nghe Thời Nghi nói xong, Châu Sinh Thần bước xuống khỏi giường, đầu tiên anh ôm cô trở lại giường rồi đắp chăn cho Thời Nghi. Sau đó hôn lên trán cô, em nằm đây đi, anh đi mua lựu cho em. Cô níu tay anh lại lắc đầu cười, muộn rồi đừng đi ra ngoài nữa. Mai mua cũng được mà. Anh nằm đây đi, em không ngủ lại được, anh nói chuyện với em được không? Châu Sinh Thần nhìn sự kiên định trong mắt của Thời Nghi. Anh trở lại giường ôm cô vào lòng, tay anh đặt ở bụng cô, nơi này đã nhô lên một chút rồi anh mỉm cười rất hạnh phúc. Anh nói, ngày mai là lịch khám thai kỳ của em, chú Lâm đã sắp xếp hết rồi, sáng mai ăn sáng xong chú Lâm sẽ tới đón chúng ta. Thời Nghi lại đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, từ vầng trán đến sống mũi cô hỏi anh, Châu Sinh Thần, tuy ngày mai siêu âm mới biết là trai hay gái nhưng em cảm nhận được hai đứa nhóc này chính là con gái vì hình như em càng ngày càng quyến luyến anh rồi. Hôm qua anh tới viện nghiên cứu có 2 tiếng mà em đã thấy rất nhớ anh, chỉ muốn nhìn thấy anh ngay lập tức. Có phải vì là hai cô con gái nên số lần em nhớ anh cũng bị tăng gấp đôi lên đúng không? Châu Sinh Thần, anh muốn đặt tên con là gì? Châu Sinh Thần hôn lên tay Thời Nghi và nói, con gái sẽ giống em, sẽ cực kỳ xinh đẹp. Anh thật may mắn vì sẽ có tận 2 cô con gái. Tên à? Anh đã nghĩ rồi, 2 bé gái, đứa lớn tên là Châu Mộ Nghi, đứa bé tên là Châu Ái Nghi. Em thấy thế nào? Thời Nghi cười hạnh phúc khi nghe thấy cái tên của 2 đứa bé của họ. Ai nói là nhà khoa học thì sẽ không lãng mạn nào. Tất cả những lý thuyết đó trên người Châu Sinh Thần đều sai hết. Cô nói với anh, Châu Sinh Thần, em yêu anh, rồi chui vào lòng anh tiếp đi. Châu Sinh Thần một tay đặt nhẹ trên bụng cô, một tay vỗ về lưng cô để cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chú Lâm đúng giờ đến đón hai vợ chồng Châu Sinh Thần đến bệnh viện khám thai. Trên đường đi chú Lâm cười không ngớt vì hôm nay sẽ được nhìn thấy 2 sinh linh bé nhỏ, cũng được biết giới tính của chúng. Chú Lâm còn nói với Thời Nghi, Thời Nghi à, thật tốt là cháu không những sinh một mà còn sinh tận 2 đứa một lúc, chú Lâm vui lắm. Cứ sinh thật nhiều con chú Lâm sẽ chăm hết. Thời Nghi tươi cười trò chuyện với chú Lâm, cháu chỉ sợ lúc đó chúng nghịch quá làm phiền đến chú nghỉ ngơi. Không phiền, không phiền. Sau này để tiểu thần làm lái xe cho cháu, chú chăm tụi nhỏ là được rồi, chú Lâm vui vẻ cười nói suốt dọc đường đi. Họ đến một bệnh viện tư nhân, chú Lâm nói, đây là bệnh viện tư nhân do em họ của Châu Sinh Thần tên là Châu Thiên mở. Nó cũng là bác sĩ khoa sản nổi tiếng, mới tu nghiệp ở nước ngoài về năm ngoái, ban đầu định mở bệnh viện tư nhân ở Thượng Hải nhưng sau vì một lý do nào đó nó chuyển đến Tây An và mở bệnh viện. Nó nói Tây An phù hợp với nó. Hai đứa ở đây chờ một chút, chú sẽ ra ngoài chờ. Châu Sinh Thần và Thời Nghi chờ khoảng 5 phút thì có một chàng trai khoảng 28-29 tuổi bước vào và nói, anh, chị dâu để hai người chờ lâu rồi. Vừa nói chàng trai ấy vừa cởi khẩu trang ra, nhìn thấy khuôn mặt đó Thời Nghi nắm chặt tay Châu Sinh Thần. Cô không biết nên khóc hay nên cười, một cái tên vang lên trong đầu cô, nhị sư huynh, Châu Thiên Hành, là huynh sao? Trong trí nhớ của cô chính là khuôn mặt ấy. Người đã đón cô vào phủ, ngày cô bước vào Trung Châu, sư huynh cũng mang hài cốt của Tạ Thái Phó ra khỏi thành. Đây là sự thương xót của thần Phật để cho cô gặp lại những người thân ở kiếp trước sao? Ban đầu là đại sư tỷ Hồng Hiểu Dự, sau đó lại là nhị sư huynh Châu Thiên Hành, liệu có lẽ nào những người khác cũng sẽ gặp gỡ trong kiếp này? Cô tin, thần Phật đã nghe được lời thỉnh cầu của cô, để cho họ trùng phùng trong kiếp này. Nhận thấy được sự thay đổi đột ngột của Thời Nghi, Châu Sinh Thần mặc dù chưa hiểu rõ nhưng cũng nắm lại tay cô, vỗ vỗ vai cô và nói, Tiểu Thiên, lâu không gặp, khỏe chứ? Châu Thiên tới cạnh bồn rửa tay sát khuẩn, vừa rửa vừa trả lời lại Châu Sinh Thần, anh, em xin lỗi vì đã bỏ lỡ đám cưới của anh chị, em sẽ bù phần lễ của em sau nhé. Công việc của em đợt này khá bận,
không thể phân thân về Trấn Giang được. Nghe tin chị dâu có bầu em rất vui, cuối cùng ông anh độc thân của em cũng đã lấy vợ và sắp làm cha rồi. Châu Sinh Thần cười, anh nghe chú Lâm nói đám cưới của anh em không về dự được do vướng vào một hội nghị trao đổi ở nước ngoài. Không sao, quá trình chị dâu em mang thai sẽ tới đây khám, chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp nhau. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, trong lúc đó Thời Nghi dần bình tĩnh lại. Cô nhìn khuôn mặt của chàng trai đó, mỉm cười nghe hai người nói chuyện. Châu Thiên quay sang nói chuyện với Thời Nghi, chị dâu. Chào chị, em đã nhìn thấy ảnh của anh chị nhưng hôm nay mới gặp chị. Ảnh chụp không thể thể hiện khí chất của chị. Gặp người thật vẫn hơn. Thời Nghi mỉm cười trả lời lại Châu Thiên, cảm ơn em, rất vui được gặp em. Chị là Thời Nghi. Châu Thiên cười bắt tay Thời Nghi, Thời Hữu Mỹ Nhân. Nghi gia Nghi thất. Tên của chị giải thích như vậy có đúng không? Thời Nghi mỉm cười nhìn chàng trai trước mắt, anh của em cũng giải thích tên chị như vậy, không ngờ em cũng nghĩ như vậy. Cô nhìn mặt chàng trai ấy mỉm cười. Châu Thiên hỏi Thời Nghi, chị thấy trong người thế nào? Có buồn nôn nhiều không? Thời Nghi lắc đầu, chị không thấy buồn nôn nhưng lại hay mất ngủ. Khó ngủ vào ban đêm và ngủ không sâu. Cơ thể cũng cảm thấy rất mệt. Châu Thiên cười, không có gì đáng lo ngại đâu. Do cơ thể chị đang thay đổi một số nội tiết tố trong thời kỳ mang thai đầu tiên nên sẽ có tình trạng như vậy. Chị qua đây nằm đi, em sẽ siêu âm cho chị. Suốt quá trình kiểm tra, Châu Sinh Thần không hề rời khỏi Thời Nghi, cũng chăm chú nghe tất cả những gì Châu Thiên nói. Căn dặn và phải chú ý trong suốt quá trình mang thai. Đúng như mong ước của hai người, họ có một cặp song sinh gái, phát triển rất khỏe mạnh. Khi nghe được là con gái, Châu Sinh Thần chưa từng tắt nụ cười trên môi. Hai người tạm biệt Châu Thiên và rời khỏi bệnh viện. Trở về tới nhà, Châu Sinh Thần có hỏi Thời Nghi về phản ứng của cô khi gặp Châu Thiên. Cô mỉm cười nói với anh, là một người quen ở kiếp trước, là nhị sư huynh của em. Châu Sinh Thần ngạc nhiên, không ngờ Châu Thiên lại là đồ đệ thứ hai của người đó, kiếp này lại là em họ của anh. Thời Nghi tiếp tục nói, anh nhớ Hiểu Dự chứ? Cô ấy chính là đại sư tỷ của em ở kiếp trước, chúng em quen nhau từ nhỏ. Tính cách em rụt rè cũng không thích nói chuyện với nhiều người, hồi nhỏ đều là cô ấy dạy em những thứ những đứa trẻ khác hay chơi. Cô ấy không ngại đứng ra bảo vệ em khi bị những đứa trẻ khác cho là kỳ lạ. Hồi nhỏ em hay có những giấc mơ về kiếp trước nên người xung quanh hay cho rằng em khác người, cũng không nguyện chơi với em, chỉ có Hiểu Dự, kiếp trước sư tỷ cũng rất thương em. Châu Sinh Thần ôm lấy Thời Nghi, vỗ vào vai cô, đây có lẽ là món quà của thần Phật, Phật Tổ thật sự thương em nên cho em gặp lại tất cả bọn họ. Người thứ nhất, thứ hai đã xuất hiện thì sẽ có những người sau nữa. Anh nghĩ kiếp này họ đều sẽ về bên em, ở bên em, cùng anh bảo vệ em một cuộc sống bình an. Thời Nghi cười nói nhỏ với anh, Châu Sinh Thần em muốn ăn lựu. Châu Sinh Thần nhìn cô mỉm cười chiều chuộng, em nằm xuống đây đi. Anh tới phòng bếp tách lựu cho em, chờ anh một lát. Cô nghe lời anh nằm xuống ghế sofa có phủ một lớp lông cáo trắng muốt. Tấm lông cáo này giống tấm lông cáo kiếp trước anh để ở phòng cô. Sau những giấc mơ về cô, anh đã đặt người làm nó và đặt ở đây để cho cô ngồi đọc sách. Chỉ có anh mới là người hiểu cô nhất, từ trước đã vậy, cô lẩm bẩm ba chữ, Châu Sinh Thần.